Rồi hello anh em nha, bây giờ là tối ngày thứ bảy nha anh em. Em lên sóng cho anh em ba cái bẩn nha, tất cả là bẩn cúp tôm có đời. Đó, anh em cần cái nào cứ alo cho em nha, 0933 207 208 nha. Anh em lấy thì em bao hùng ship cho anh, bao cái hùng xốp cho anh em nha. Tại vì ship cái bẩn đó là phải mua cái hùng xốp đóng vô nó mới an toàn được, chứ không là nó bị bể hết nha anh em. Rồi đầu tiên là một cái đầu tiên nha anh em, cái bẩn cúp tôm, bẩn này là hàng heo xe nha, đúng hàng heo xe. Nó có răng gió rất là nhẹ nha anh em, logo tuyệt đẹp luôn. Đây, để quay đáp cho anh em coi luôn ha. Đây, đó đúng hàng heo xe nha anh em. Đó, cái này em bán là 1,3 triệu nha anh em, chưa có cạo chưa đánh bóng gì hết nha. Nó bên đây nó bị sứt một miếng tay nhẹ, còn bên đây thì không có bị gì hết. Nói chung là hàng heo xe là cỡ này nha anh em. Nói như anh em mà mình chơi những cái xe mà về nguyên bản hết hàng heo xe thì lấy cái này 1,3 triệu nha anh em, bao hùng xốp. Cái này là tem nó dán từ bên Nhật về nha anh em, cái này tiếng Nhật nha. Đó, bẩn heo xe nha, rất là khó kiếm nha anh em, chứ không phải dễ kiếm đâu, đúng hàng heo xe. Đó, chỉ bị lỗi cái này thôi, còn lại là bị răng gió, chưa có qua cạo chưa có qua xử lý, nên mình về mình vô những cái xe rin đó, nguyên bản thì nó rất là hợp. Rồi hai cái này là hai cái hàng mà bẩn đời cao vô logo. Đó, cái này là 1,5 triệu một cái nha anh em, hoàn hảo. Logo là cực đẹp luôn. Anh em thích sự hoàn hảo thì mua cái bẩn này nha, 1,5 triệu. Đồng giá nha anh em. Còn anh em lấy một lượt hai cái thì em bán là 1,4 triệu, tại vì mỗi lần ship cái này rất là bật cực nha anh em. Còn anh em lấy hai cái thì còn là 1,4 triệu. Còn mua lẻ thì 1,5 triệu một cái. Bẩn là hoàn hảo nha anh em. Đó. Muốn chơi bẩn hoàn hảo thì chơi cứ chơi loại này là ok, lên xe rất là đẹp luôn, logo tuyệt đẹp đó, dính đất. Cái này nó dính dơ nha anh em chứ không có lỗi làm gì hết nha, nó bẩn có đời nha. Đây bên này còn được cái nắp nữa đó, anh em cần cái nào cứ alo cho em nha. Đó, hai cái bên đây là đồng giá 1,5 triệu, còn lấy hai cả hai thì 1,4 triệu thôi, là 2,8 triệu hai cái đó. Anh em cần alo nha.